cách mà chúng ta truy xuất dữ liệu trong ổ ở cứng người chúng ta một cách nhanh chóng mà chúng ta không cần đi kiếm bằng cách thủ công, thì chúng ta có thể làm như sau. Thì như các bạn thấy là như ở đây thì mình có ổ đĩa D và ổ đĩa E, thì trong này có nhiều cái thư mục chúng ta có thể dò tìm hoặc là chúng ta có thể làm thủ công, chúng ta vô chúng ta dò như thế này. Nếu mà chúng ta thấy các thư mục nó ít ít như thế này á, thì chúng ta nhấn vô tìm kiếm thì dễ, nhưng mà ví dụ như vô trong này hoặc nó sổ ra như thế này thì các bạn phải đi tìm rất là khó, được từ từ kéo đi tìm. Thì sử dụng lâu thì chúng ta quen cái máy của mình thôi. Ví dụ như đây mình trước tiên là mình phải nói về phần run. Mình sử dụng như thế này, mình thường sử dụng như thế này. Ví dụ như mình muốn vô ổ D thì chúng ta có thể shortcut cái ổ D ra ngoài, hoặc là shortcut cái ổ E ra ngoài, cái ổ D hoặc ổ E, hoặc là cái folder mà chứa nhiều cái thông tin, ví dụ như là mình chứa cái chương trình hoặc shortcut như thế này, thì đưa ra thì đưa một số thôi, đưa nhiều ra thì nó rối rối màn hình chúng ta. Cách thứ hai mình vô D là mình nhấn cần phím Windows cộng với R là run đó. Mình nhấn chữ D và chữ hạ D hai chấm rồi nó sẽ ra như này chúng ta đây. Rồi nếu bạn nhớ tên folder trong ổ D thì chúng ta có thể nhấn này với cú pháp là D này, D hai chấm, chúng ta thấy thấy như này, xẹt cái nó ra folder này. Đây chúng ta có thể vô folder software này luôn này, hoặc là mình nhấn vô software rồi mình muốn hiện ra nữa thì mình nhấn xẹt cái nữa thì nó sẽ ra như thế này. Đấy. Mình nếu mà bạn nhớ tên như ở đây mình nhớ tên là driver đi. Đây. Đấy, nhấn vô đây. Ok. Nó ra vô cái này cho chúng ta luôn. Đấy, các bạn phải nhớ tên, khi chúng ta đặt tên thì chúng ta phải nhớ nó nằm ở đâu hoặc là nó là cái gì. Như đây đây là mình có gửi chương trình này. Đấy. Mình gõ ra cái là nó ra rồi mình ok thôi. Đấy, vô đây. Cách thứ hai là mình vô ổ D đi. Rồi mình vô ví dụ ở đây mình tìm đến từ software, rồi mình nhấn vô đây, mình nhấn chữ F. Đó, là nó nhảy nhảy tới software cho mình luôn. Như ở đây mình nhấn vô đây, mình nhấn chữ Photoshop, chữ P chữ H này. Photoshop này. Đây là nó nhấn tới cái chữ gần gần chữ Photoshop này. Chúng ta nhấn mấy cái nữa nó đến từ Photoshop. Đấy. Các bạn hiểu chưa? Như ví dụ như là mình nhắn tới gỡ chương trình. Đó, gỡ chương trình là nó ra đây. Rồi chúng ta nhận nhảy nhảy cho thôi, chúng ta không cần phải dò. Các bạn nhớ đến từ chữ cái đầu tiên của cái folder mà chúng ta đặt tên á. Ví dụ như là mình có WinRAR này. WinRAR đúng không? Đó. Là ra này, tới win ra này, chúng ta không phải kiếm từ từ, hoặc là đây mình cho nó UDK chữ U đầu tiên đó. Đó. Đây là cách mà mình sử dụng máy khi mà chúng ta kiếm đó. Còn các bạn muốn kiếm một cái folder hoặc là một tập tin nào đấy mà chúng ta không biết nó đẹp nằm ở đâu thì chúng ta vô, ví dụ như mình nhớ nằm trong ổ D mà chúng ta không biết nó nằm trong các folder nào thì chúng ta có thể vô ổ D và chúng ta nhấn vô tìm kiếm. Đây là trên Win 10, Win 8, Win 7 cũng có tìm kiếm đây, nhưng mình tìm kiếm bìa đi, bìa ở đại bài cuộc thì đây nó sẽ tìm kiếm cho chúng ta. Chúng ta đợi một lúc để cho nó search các cái folder hoặc các file có tên là bìa đấy. Đây chúng ta có thể tìm thấy file folder đó. Đó là một số cái
cách mà mình sử dụng để kiếm các những cái truy cập vào những tài liệu một cách nhanh chóng. Đây, thứ nhất là nhấn phím Windows R, rồi chúng ta đánh vô đây, cú pháp là như là ở ổ đĩa D thì hai chấm là nó là ổ đĩa D. Chúng ta nhấn chữ sẹt đó là nó ra các folder ở trong địa ổ đĩa D. Chúng ta ví dụ như software, chúng ta nhấn cái sẹt cái nữa, sẹt là dấu huyền các bạn, nó ra cái. Cách thứ hai là chúng ta vô trong trực tiếp trong ổ đĩa luôn. Chúng ta nhấn chữ cái đầu tiên của cái folder đấy. Chúng ta phải nhấn vô cái phần trống trong ổ đĩa này này thì nó mới hiểu được. Ví dụ như là mình nhấn chữ square này, đó nó nhảy tới chữ square luôn nè. Rồi mình nhấn vô cái chỗ trống này, cái chỗ nào trống thì mình nhấn vô, hoặc mình nhấn vô folder cũng được. Đó. Thì nó nhảy đây. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Xin chào tạm biệt.